Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc liên tục chìm trong giá rét. Đây là điều kiện rất lý tưởng để virus cúm phát triển cũng như là lây lan. Và nếu quan sát thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh mình đang có khá là nhiều người bị cúm với các biểu hiện như là ho hay là sổ mũi. Những đặc điểm đáng lưu ý này về dịch cúm năm nay thì có thể là những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị. Đặc điểm thứ nhất mà các chuyên gia chỉ ra đó là có 4 chủng cúm chủ yếu đang hoạt động mạnh ở nước ta, đó là hai virus cúm A là H3N2 và H1N1 cùng hai chủng cúm B. Bị nhiễm cúm một lần thì không có nghĩa là sẽ không bị lây từ người khác. Về lý thuyết, mỗi người có thể cúm nhiều lần trong mùa dịch. Đặc điểm thứ hai là mùa cúm không có thời điểm kết thúc. Mùa cúm thường kéo dài vài tháng nhưng mà sau đó thì cũng sẽ không chấm dứt. Hiện nước ta đang là giữa mùa cúm. Một điểm nữa là những người có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc cúm là những người có thai, người trên 65 tuổi, người mắc hen suyễn, đái tháo đường, bệnh nhân ung thư và những người mắc bệnh tim hay người béo phì. Đặc điểm cuối cùng là phần lớn bệnh nhân đều mắc cúm nhẹ. Tuy nhiên các chủng virus có thể kết hợp và tăng độc lực nên vẫn có những người bị cúm nặng. Khó thở tức ngực chính là dấu hiệu báo cho bệnh nhân cúm phải đến bệnh viện ngay lập tức vì đó là cúm nặng và có thể suy hô hấp. Các bác sĩ cảnh báo đang có một thực trạng đáng ngại là nhiều bệnh nhân đang lạm dụng thuốc Tamiflu kháng virus cúm một cách không cần thiết. Hầu hết bệnh nhân mắc cúm nhẹ, do đó việc điều trị cúm chủ yếu là điều trị triệu chứng, nghỉ ngơi, cách ly phòng lây nhiễm, sau vài ngày sẽ tự khỏi và không có biến chứng. Bộ Y tế cũng như các hướng dẫn của WHO đều khuyến cáo điều trị thuốc kháng virus Tamiflu được chỉ định khi có biến chứng nặng hoặc có nguy cơ cao. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường Hà Nội đang có hiện tượng cháy hàng Tamiflu, thị trường chợ đen có nơi giao hàng là vài trăm nghìn một viên Tamiflu nhưng không tìm đâu ra để mua cả. Các chuyên gia khuyến cáo cũng như là các bác sĩ cũng có đưa ra lời khuyên cho người dân là cần phải tỉnh táo xem lại việc chỉ định điều trị cúm. Nhiều bác sĩ thì cứ xét nghiệm test nhanh cúm hoặc là có triệu chứng cúm là ngay lập tức kê đơn cho người dân uống Tamiflu, nhất là với đối tượng trẻ em. Điều này thì có thể sẽ gây hậu quả khi mà virus thì có những cái biểu hiện như là kháng thuốc. Ngoài ra thì còn làm cho thị trường chợ đen lũng đoạn và đẩy giá Tamiflu lên cao, gây tâm lý hoang mang lo ngại, không cần thiết ảnh hưởng đến đời sống của người dân.